Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí và tặng quà cho người nghèo và học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn. Tại đây, đoàn đã khám bệnh tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người già, trẻ em, khám các tật về mắt và 1.400 lượt người dân và học sinh. Trong đó, có 1.200 suất khám hướng dẫn điều trị và cách chữa các khuyết tật về mắt cho học sinh cấp trung học cơ sở và người dân với kinh phí 60 triệu đồng, 200 suất khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo với tổng số cơ số thuốc trị giá 45 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng 200 phần quà cho học sinh tiểu học, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. 400 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và các lực lượng công an, quân sự, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 240 triệu đồng do các y bác sĩ và mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ. Dịp này, các tình nguyện viên cũng tổ chức hớt tóc miễn phí cho các em học sinh. Ô Lâm là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tri Tôn với hơn 97% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, trong đó có 1.655 hộ nghèo, cận nghèo. Do đó, chương trình đã giúp cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản, giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, tạo thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.